Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần bỉm cho bé màu xanh lá. Ở phần ống chân thì mình có viền bo lại ở phần phía sau mông. Ở mặt trước thì có gắn thêm hai hạt nút dùng để điều chỉnh cho ôm với cái phần eo của bé. Dụng cụ mình gồm có lem miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 4.0 mm, kéo cắt len và hai hạt nút dùng để may điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ dùng màu xanh lá nhạt để móc cái phần thân. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này các bạn móc lên cho mình 52 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc xong sợi dây móc xích dài 52 mũi, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 52 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến đầu dây phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc tiếp theo này, các bạn móc tương tự như cái hàng phía trên. Móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn giống như cái hàng móc này. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, ta được ba hàng móc đều nhau như thế này. Như vậy là mình đã hoàn tất được phần eo cài nút. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần phía sau mông. Móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn bỏ qua chân móc thứ nhất của hàng phía trên là cái chân móc này. Bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên này một mũi dời. Tiếp tục móc vào chân thứ ba của hàng phía trên một mũi dời. Móc vào chân thứ tư của hàng phía trên một mũi dời. Các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, móc cho đến chân móc thứ 10 của hàng phía trên. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Móc đến cái chân móc thứ 10 của hàng phía trên. Thì sau khi dời cái mũi móc vào chân móc thứ 10 của hàng phía trên thì ta được một cái phần cài nút ở bên này như thế này. Các bạn tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc thứ 11 của hàng phía trên. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn.
Các chân móc còn lại cũng làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến đầu dây phía bên này. Các bạn cũng chừa ra cho mình 10 mũi móc ở đây. Chừa ra cho mình 10 mũi móc. Bây giờ sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã chừa ra 10 mũi móc như thế này. 10 mũi móc ở hàng phía trên. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích ở hàng tiếp theo. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại, móc cho đến cuối hàng phía bên này, móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này, các bạn móc tương tự cho mình, giống như cái hàng móc ở phía trên này, cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, mình được ba hàng móc đều nhau. Ba hàng móc này chúng ta không thêm hoặc bớt mũi. Đều nhau như thế này. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn bỏ qua chân móc này, bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến đầu dây bên này, các bạn chừa ra cho mình 2 mũi móc ở đây. Chừa ra 2 mũi móc này, móc đến chân móc này. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn ở hai cái chân móc cuối cùng này, các bạn chụm cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Các bạn tiến hành lấy len đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Móc và kéo len qua chân móc, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len đâm kim qua chân móc, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó móc và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim. Như vậy là hai chân móc phía dưới ta chụm lại được một chân ở hàng phía trên. Các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Ở hàng tiếp theo này, các bạn làm tương tự giống như cái hàng phía trên này cho mình, cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại, ở đầu dây phía bên này các bạn cũng chừa ra 2 mũi móc cho mình. Các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hai chân móc cuối cùng này, các bạn cũng chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân, giống như cái mũi chụm của cái hàng phía trên. Như vậy là hai chân móc ở phía trên ta đã chụm lại được thành một chân. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc tiếp theo này, các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như hai cái hàng móc phía trên này. Các bạn móc tiếp lên cho mình hai hàng móc nữa, cũng móc vào cái chân này, bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn. Các cái mũi móc còn lại cũng làm tương tự cho mình, mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến đầu dây phía bên này, cũng chừa cho mình hai mũi và chụm hai mũi đó lại thành một chân. Sau khi móc lên thêm hai hàng móc nữa thì mình đã được bốn hàng móc giảm mũi ở đây. Bốn hàng móc giảm mũi như thế này, giảm ở đầu và cuối hàng móc.
tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này mình cũng tiến hành giảm mũi, nhưng mình sẽ giảm hai mũi ở đầu và cuối của hàng móc, giảm hai mũi. Các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, hai chân móc kế bên này các bạn chụm lại cho mình, hai chân móc này chụm lại thành một chân. Lấy len đâm kim qua chân móc, móc và kéo len qua chân móc, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó móc và kéo len qua các cái chân móc trên kim. Như vậy là ba chân móc ở phía dưới ta chụm lại được thành một chân. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại. Ở đầu hàng móc bên này các bạn chừa ra cho mình 4 mũi móc, chừa ra 4 mũi móc này. Các bạn móc tới cái chân móc này và chừa ra 4 chân móc còn lại cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn như thế này, ở 4 chân móc cuối cùng, các bạn chụm lại cho mình hai cái chân móc liền nhau, hai chân móc này chụm lại thành một chân và hai chân móc cuối cùng bên này chụm lại cho mình thành một chân. Các bạn cũng tiến hành lấy len và đâm kim qua hai cái chân móc này, các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân giống như các cái mũi chụm ở hàng phía trên. Tương tự hai chân móc cuối cùng cũng lấy len và đâm kim vào hai chân móc này, cũng chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Như vậy là bốn mũi móc ở phía dưới ta chụm được hai mũi ở phía trên, giống như cái mũi móc ở phía bên này, bốn chân phía dưới cũng chụm lại được thành hai chân ở phía trên. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái hàng phía trên này. Các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên, bỏ qua chân móc này và chụm cho mình hai cái chân móc kế bên này lại thành một chân. Như vậy là ta đã chụm được 3 mũi móc ở phía dưới thành một chân. Các bạn tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Như vậy là bốn chân móc ở phía dưới ta chụm lại được hai chân móc ở phía trên như thế này. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại, ở đầu dây bên này cũng chừa cho mình 4 mũi móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở bốn chân móc cuối cùng này cũng chụm lại cho mình hai chân móc liền nhau, hai chân móc này chụm lại thành một chân. Tương tự hai chân móc cuối cùng cũng chụm lại thành một chân. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc ở phía trên này. Cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào hai chân kế bên chụm lại cho mình thành một chân. Móc tiếp các cái chân móc còn lại cho đến đầu dây phía bên này cũng chừa ra 4 mũi móc cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở các chân tiếp theo. Sau đó cũng chụm lại 4 chân móc ở cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta được 3 hàng móc giảm 2 mũi ở đầu và cuối hàng như thế này. Ở phía trên thì ta có 4 hàng móc giảm 1 mũi ở đầu và cuối, thì ở đây ta có 3 hàng móc giảm 2 mũi ở đầu và cuối hàng. Thì ở hàng móc cuối cùng này ta tạo được 12 chân móc. Các bạn móc tiếp lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào chân móc này là cái chân móc mình vừa gây nên hai mũi móc xích, móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Các cái chân móc còn lại cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc đến cuối hàng, móc tiếp lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái hàng ở phía trên này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng, sau đó móc tiếp lên cho mình hai hàng móc nữa, giống như là cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc lên thêm hai hàng móc không thêm mũi, ta được bốn hàng móc không thêm mũi như thế này, đều nhau như thế này. Ở các hàng móc tiếp theo ta sẽ thêm mũi. Các bạn gấp cái phần đũng này vào trong. Bây giờ mình sẽ tiến hành thêm mũi ở các cái hàng móc tiếp theo. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái chân móc đầu tiên này, cái chân vừa gây lên mũi móc xích này, các bạn móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Như vậy là ta đã tăng thêm được một mũi ở đầu hàng móc. Như thế này, các bạn tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự các cái chân móc còn lại cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Móc vào mỗi chân móc một mũi kép đơn. Thì sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng này, chân móc này các bạn móc tiếp thêm cho mình một mũi kép đơn nữa vào chân móc này. Như vậy là mình đã tăng thêm được một mũi ở cuối hàng móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở các cái hàng móc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc phía trên này. Cũng thêm mũi ở đầu và cuối của hàng móc. Móc vào mũi móc đầu tiên hai mũi kép đơn. Các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc cuối cùng thì ta móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Làm tương tự giống cái hàng móc này. Móc tiếp thêm cho mình 5 hàng móc tương tự như hàng móc này, móc cho đến đây, móc cho đến cái điểm này cho mình. Móc thêm 5 hàng móc nữa. Cái phần gấp này các bạn tính từ cái hàng thứ hai của cái phần đũng, sau đó móc lên thêm mũi cho mình lên tới đây, tức là chúng ta sẽ móc thêm 5 hàng móc nữa. Móc tương tự giống cái hàng phía trên, móc vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở cái chân móc cuối cùng thì thêm hai mũi kép đơn vào cái chân móc đó, móc cho mình thêm 5 hàng nữa. Thì sau khi móc thêm được 5 hàng móc thêm mũi ở đầu và cuối hàng thì cái phần mặt trước của bỉm đã lên được tới, đã chạm tới cái phần cài nút thắt eo ở đây. Bây giờ mình sẽ móc tiếp 3 hàng móc cuối cùng tương ứng với 3 hàng móc ở cái phần cài nút. Các bạn móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên, chân móc này móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại đến cuối hàng, mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Ở cái chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Ở cái hàng móc phía dưới thì chân móc cuối cùng có thêm mũi, còn ở hàng móc này thì mình sẽ không thêm mũi nữa. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc tương tự giống như cái hàng móc mình vừa móc, cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Các bạn móc thêm cho mình hai hàng móc nữa giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta được ba hàng móc không thêm mũi như thế này, ba hàng móc đều nhau. Các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là cái bỉm ta đã ra được một cái form như thế này. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần viền. Ở mặt sau của bỉm sẽ móc viền giảm mũi để bo ôm cái phần mông của bé. Ở đây mình sẽ dùng màu xanh đậm để móc cái phần viền của bỉm. Ta bắt đầu gây nên mũi móc đầu tiên ở mặt sau của bỉm. Các bạn chọn một điểm bất kỳ ở hàng móc đầu tiên của mặt sau. Mình sẽ chọn điểm này ở hàng móc đầu tiên, các bạn đâm kim vào chân móc. Sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi móc đơn cho đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng các bạn móc thêm cho mình một mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó gây nên một mũi móc xích. Và cũng móc vào cái chân móc vừa móc hai mũi móc đơn. Vậy là ta đã tạo được một góc vuông ở đây. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc này, cái chân móc của hàng móc tiếp theo này. Móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp của cái hàng kế bên móc vào đây hai mũi móc đơn. Ở cái chân móc ngoài cùng này, móc vào đây hai mũi móc đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn. Các cái chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là ở phần cài nút mình đã tạo lên được hai góc vuông như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau khi móc được các cái mũi móc đơn đến cái chân móc thứ 10 của cái hàng phía trên thì các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc ở phía trên này của cái hàng tiếp theo này. Móc vào cái chân móc này. Móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Tương tự móc vào cái chân phía trên này hai mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân ở phía trên này là cái chân móc này. Móc vào chân móc này cho mình hai mũi móc đơn. Thì sau khi móc được các cái mũi móc đơn ở ba hàng móc phía sau của phần bỉm là ba hàng móc chúng ta không thêm mũi ban đầu. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng đầu tiên bớt mũi. Móc vào cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân kế bên hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn.
Chân kế bên móc 2 mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp 2 mũi móc đơn. Chân tiếp theo móc 1 mũi móc đơn. Thì ở đây ta đã móc đến cái hàng móc không thêm mũi ở phần đũng của bỉm. Thì cái phần mông, cái phần phía sau của bỉm nó đã bo lại như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên, cái chân ở phía trên này. Móc vào cái chân này 2 mũi móc đơn. Tương tự móc vào chân kế tiếp 2 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cũng móc giống như các cái chân móc này, mỗi chân móc móc vào 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc ngoài cùng này, móc vào đây 2 mũi móc đơn. Sau đó móc lên 1 mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi móc đơn để tạo cái góc vuông ở đây. Tiếp tục móc vào các cái chân móc còn lại, móc vào các cái chân móc còn lại này mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi móc đơn đến cuối hàng, ở cái chân móc cuối cùng các bạn cũng tạo cho mình một cái góc vuông giống như góc vuông bên này, cũng móc vào chân móc này cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó móc lên 1 mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân móc phía trên này, móc vào đây 2 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc ở phía dưới này. Các bạn làm đối xứng cho mình. Ở đây ta móc 1 mũi móc đơn thì các bạn làm đối xứng qua cho mình ở cái điểm này là cái phần đũng mà không thêm mũi ở đây. Ở đây là 1 mũi móc đơn thì các bạn cũng móc cho mình đến đây. Sau đó các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại giống như ở phía bên đối diện. Chân này 2 mũi móc đơn. Sau khi móc đến cái điểm đối xứng ở phía bên này, ở đây là cái điểm mà ta thêm 1 mũi móc đơn, thì các bạn so sánh đối xứng qua cho mình. Ở cái điểm này các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn vào cái chân móc này. Móc vào đây 1 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc kế tiếp các bạn móc 2 mũi móc đơn. Chân kế bên móc 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn. Chân bên cạnh 1 mũi móc đơn. Chân kế bên 2 mũi móc đơn. Thì ở bên đối diện của cái chân móc tiếp theo là cái chân móc cuối cùng của ba hàng móc không thêm mũi ở mặt sau. Cái chân này các bạn đối xứng qua cho mình. Là cái chân móc này các bạn móc vào đây cho mình 1 mũi móc đơn. Móc vào cái chân móc đối xứng đó 1 mũi móc đơn. Còn lại các cái chân móc tiếp theo móc mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn.
Thì sau khi móc xen kẽ một mũi móc đơn, xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân, thì ở mặt sau của bỉm đã tạo nên một cái khoảng trống để ôm cái phần mông của bé. Cứ bớt mũi xen kẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cài nút. Các bạn móc vào cái chân móc thứ 10 ở bên này một mũi móc đơn. Tương tự cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng này các bạn cũng tạo cho mình một góc vuông ở đây, móc vào chân móc này hai mũi móc đơn, sau đó lên một mũi móc xích và móc tiếp vào chân móc đó hai mũi móc đơn để tạo nên một góc vuông. Hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc vào hai mũi móc đơn. Ở cái chân móc ngoài cùng này cũng tạo cho mình một góc vuông giống như các góc vuông mình vừa tạo. Thì phần cài nút bên này mình cũng tạo nên được hai góc vuông như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào các cái chân móc kế bên, mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cái mũi móc ban đầu này. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào mặt trong của bỉm. Sau khi giấu len xong, các bạn may thêm cho mình hai hạt nút ở mặt trước của bỉm. Thì cái phần cài nút này giúp cho chúng ta điều chỉnh được để vừa với cái vòng eo của bé. Như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu quần bỉm ở cái mặt sau có bo ôm vào cái phần mông của bé với các cái mũi xen kẽ như thế này. Chúc các bạn thành công!